Chào cả lớp. Thầy giới thiệu lớp mình, đây là Huyền, thầy quê của lớp. Bây giờ Huyền phía kia là các bạn nhá. Để thầy ra ngoài thầy bài giảng nhá. Kiểu bu băng phiên bản mới chắc chắn
chị sẽ ăn. Đây là một ước. Vâng. Chị ăn đi phiên bản mới đấy. Ừ, hai thằng này